cháu có vẻ quan tâm đặc biệt đến chú Vũ nhỉ? Cháu chỉ hỏi thôi mà. Người ta nói là có hai điều không thể giấu được. Thứ nhất là ho, thứ hai là thích một ai đó. Cháu đừng nói với cô là cháu thích chú Vũ đấy nhá. Cô nói đúng ạ. Cháu... cháu khá là thích chú ấy. Không được. Người lớn cứ càng cố can thiệp, có khi nó lại càng cố thực hiện bằng được. Vì vậy em chỉ có thể nhờ anh. Em nói ra điều này là hơi đường đột, nhưng em muốn anh hãy giúp con bé chấm dứt cái thứ tình cảm ngu ngốc này, được không? Em nhờ anh với tư cách gì? Bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu cũ của anh? Vợ à? Đó. Công ty vợ có người mới à? Đi vợ á? Ừ. Gì có ai đâu nhở? Đây. À. Sếp mới. Ừ. Về thay lão Quân. Kinh nhỉ. Sếp à? Trông bóng có vẻ sáng đấy. Mà sao ánh mắt nhìn vợ nó kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu gì? Có tật à? Nhìn lạ lắm đây này. Đấy. Đây là cái hôm liên hoan để mừng sếp mới về công ty. Ừ. Mọi người cứ đố em uống hết cái ly rượu 100%. Ừ. Thôi thôi thôi. Anh bỏ ngay cái thói trước khi đi ngủ cứ ôm điện thoại sục sạo Facebook đi. À, sục sạo làm như người ta là chó. À mà này. Ừ? Thế cái tay này đã có gia đình chưa? Chịu, ai mà quan tâm. Ừ. Ngủ đi. Thế thì không được rồi. Có lẽ từ nay về sau chồng là phải để ý vợ kỹ hơn. Anh là một người đàn ông lớn tuổi, đã từng có một đời vợ, nhưng anh hứa anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội? Tình cũ không rủ cũng tới à? Là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của em vẫn còn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Có khi nó cố tình gây chuyện. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi trời, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ,